Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cuộc chiến ngầm bảo vệ ông Tổng trong hang hùm, ai sẽ thắng ai? Ông Tổng Bí Thư đã từng một lần gục ngã trong hang hùm tại Kiên Giang. Lần đó ông Tổng là người đi săn và lần này ông cũng như vậy. Từ sau năm 2019, các thế lực miền Nam đã dần yếu thế và vì thế ông mới hiên ngang vào Kiên Giang mà không ngán ngại ai cả. Lần đột quỵ tại Kiên Giang, bệnh viện tỉnh chỉ có ứng phó tạm thời để kéo dài sự sống cho ông, chứ Nguyễn Thanh Nghị hoàn toàn không chuẩn bị để cứu ông trong tình huống xấu nhất. Không biết vì sao bệnh viện ở Kiên Giang rất bị động khi ông Trọng ngã bệnh. Bị động này là vô tình hay cố ý, chỉ có trời mới biết. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư đã có mặt trong hang hùm. Có một số thông tin nội bộ khi đó cho biết nếu không có sự ứng cứu của bệnh viện Chợ Rẫy thì xem như ông Tổng đã đi tại Kiên Giang. Và quả thật ông Tổng nằm ở Chợ Rẫy khi sự sống của ông chắc chắn được đảm bảo thì người ta mới đưa ông ra Hà Nội theo dõi và tiếp tục chăm sóc. Lần này Chợ Rẫy cũng là nơi đặt trong tình huống sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Theo thông tin từ nội bộ cho biết, đích thân ông Nguyễn Văn Nên sẽ kiểm tra và cử lực lượng phối hợp với lực lượng y tế từ Bệnh viện Quân y 108 và Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương được đưa vào. Lực lượng tại chỗ do Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm và lực lượng tiếp ứng sẽ do Hà Nội chịu trách nhiệm. Các bác sĩ giỏi nhất sẽ được trực và chờ đợi mà không làm việc thường nhật. Như vậy là bảo vệ sức khỏe của Tổng Bí Thư hết sức kỹ lưỡng, có đến 2 lớp. Lớp địa phương và lớp trung ương. Chưa có lần nào ông Tổng Bí Thư đi thăm một đơn vị hành chính cấp tỉnh mà làm như ông ra chiến trường như vậy. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tam trụ ăn đất bao lâu nay cũng ăn không ngon, ngủ không yên vì ông Trọng cứ mỗi lần lại tìm một cách cho họ vào lò. Mà họ cũng tỏ ra rất cứng cựa là đã trụ được cái lò hừng hực của ông Tổng được những 7 năm và chưa có dấu hiệu ông Tổng có thể làm gì được họ. Nếu trường hợp ông Tổng ra đi thì xem như 3 nhân vật này sẽ kê cao gối để ngủ vì sẽ không còn ai dám đụng vào 3 người này nữa. Có lẽ thực lực của 3 nhóm này thật đáng gờm nên cũng phải mất 3 năm trời với hàng loạt kế hoạch, dự tính và cả chuẩn bị thật chu đáo, ông mới dám vào Nam. Đây là hình ảnh theo ông Trọng vào Sài Gòn còn có bà Trương Thị Mai. Có người nói phải là ông Nguyễn Văn Nên thì ông Nguyễn Phú Trọng mới dám vào bởi ông Trọng rất tin vào năng lực của ông Nên và tin vào lòng trung thành của ông Nên đối với ông. Nhiều người cũng không hiểu thực ra ông Lê Thanh Hải còn có những ngón nghề nào mà khiến ông Tổng phải mất đến 3 năm chuẩn bị thì mới dám vào nơi đây. Đó là câu hỏi khó có câu trả lời thỏa đáng. Một số người thì cho rằng một khi ông Tổng đặt chân vào Sài Gòn là ông Tổng tự tin về bộ máy khổng lồ bảo vệ ông. Nếu ông không chắc thắng đối với thế lực Lê Thanh Hải tại Sài Gòn thì ông đã không đi. Cho nên đa phần có ý kiến cho rằng ông Tổng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù nguy hiểm là có thật chứ không phải là ảo. Hiện tại ông Tổng đang ăn uống, thăm thú tại thành phố và ông Tổng gọi là thành phố mang tên Bác. Tuy là thành phố được Đảng Cộng sản Việt Nam đặt tên theo ông Hồ Chí Minh, nhưng Trung ương Đảng chưa bao giờ xem thành phố này là nơi hoàn toàn thuần phục Hà Nội. Ngay cả những người Cộng sản ở Sài Gòn, họ cũng có tư tưởng thoáng hơn Hà Nội rất nhiều và vì sao vùng đất này luôn là vùng đất có chứa hung hiểm tiềm ẩn đối với thế lực tại Hà Nội. Đây là hình ảnh nụ cười đắc thắng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Như tờ Thời báo.de đã từng nhận xét, nếu ông Trọng vào Sài Gòn, ông là con hổ thật. Nếu ông Trọng vào Sài Gòn mà bị nhập viện thì ông Lê Thanh Hải là con hổ thật. Nhưng nếu ông Tổng không dám vào Sài Gòn mà hủy chuyến đi thì ông Trọng là con hổ giấy. Với những gì đang diễn ra thì ông Trọng không phải là con hổ giấy mà là con hổ thật. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu ông Lê Thanh Hải là hổ thật hay hổ giấy thì cũng chưa thể khẳng định. Mời các bạn xem các bản tin phía sau của Thời báo.de sẽ phân tích chi tiết về việc này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc bị bủa vây, Bộ Chính trị đang chốt danh sách người thay thế. Chiếc ghế đã yếu và dính sai phạm nghiêm trọng thì khiến ông Nguyễn Xuân Phúc là đối tượng bị công kích mạnh nhất. Lẽ ra khi mất ghế thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc nên ý thức được rằng thời của ông đang bước qua sườn bên kia của quả núi. Ghế thủ tướng mà không thể giữ cho ông được thế và lực ở đỉnh cao thì ghế chủ tịch nước cũng khó mà giữ được cho ông yên vị, vì rất nhiều kẻ trong nội bộ của Đảng dòm ngó chiếc ghế này. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị ông Tổng xua quân tấn công mạnh. Ghế của ông chủ tịch nước liệu ông có còn trụ được qua khỏi hội nghị Trung ương 6 hay không là một câu hỏi được nhiều người đặt ra. Cùng với vụ án Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu đang được khơi dậy, ông Tô Lâm đã có trong tay thêm bằng chứng về sự liên hệ của người nhà ông Phúc với hai vụ việc nghiêm trọng này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Còn không bao nhiêu ngày nữa là đến hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn đang cố chống với hy vọng là sẽ trụ lại được tiếp tục hết nhiệm kỳ. Còn phía đối thủ đang gom tội của gia đình ông Chủ tịch nước cho cuộc họp này. Ngoài sai phạm động trời tại công ty Việt Á, người nhà của ông Chủ tịch Phúc cũng còn dính đến vụ án chuyến bay giải cứu hết sức nghiêm trọng. Như vậy là cả hai vụ trọng án, gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc dường như đều bị dính hết vào đây. Ông Nguyễn Phú Trọng đã trải qua được hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư. Nhiệm kỳ đầu, ông củng cố lực lượng để quật ông Nguyễn Tấn Dũng và ông đã thành công. Nhiệm kỳ 2 là ông lập lò đốt, và người giúp ông làm công việc đốt lò hiệu quả ấy không ai khác chính là ông Tô Lâm. Đã 7 năm nay, ông Tô Lâm làm công cụ cho ông Tổng Trọng, thì giờ cũng đến lúc ông Tổng Trọng phải hỗ trợ ông Tô Lâm thực hiện nguyện vọng của ông ta. Ở dưới nhiệm kỳ mà không vào tứ trụ thì xem như sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm kết thúc sau khi hết nhiệm kỳ này. Trong 3 chân trụ phía sau ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chân trụ Chủ tịch Quốc hội là phe ta, trụ Thủ tướng thì vẫn còn đang vững, còn lại chân trụ Chủ tịch nước là khả dĩ nhất. Chân trụ này dễ cho ông Tổng lật lên, ông Tổng đã dồn sức để loại ông Nguyễn Xuân Phúc khỏi chiếc ghế quyền lực của Đảng. Đây là hình ảnh phu nhân của ông Chủ tịch nước là nguyên nhân gây rắc rối cho ông trong thời gian vừa qua. Theo như chúng tôi được biết, càng gần đến ngày khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 6 thì tình hình càng căng thẳng. Khả năng là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị ép phải rời chiếc ghế là rất cao. Lúc này hầu như không ai hỗ trợ ông Phúc cả, chỉ một mình ông gồng gánh chịu đựng. Trong khi phía bên kia, ông Tổng Bí thư đang lựa chọn người thay thế, như chuyện ông Chủ tịch nước rời ghế là điều hiển nhiên vậy. Thế lực của ông Chủ tịch nước rất hùng hậu, người đứng đầu cho chủ trương này là ông Tổng, phía sau ông Tổng là Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng tiếp sức, và phía sau ông Tô Lâm có cả ban bệ là ông Trần Quốc Tỏ, một thế lực khá mạnh trong Bộ Công an, dồn sức để tấn công ông Chủ tịch nước. Khó mà chịu được. Bình thường ông Trần Quốc Tỏ không hợp với ông Tô Lâm cho lắm, nhưng trong trận chiến bứng chiếc ghế Chủ tịch nước thì không những ông Tô Lâm được lợi, ông Trần Quốc Tỏ cũng có lợi và có thể lên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Với lực lượng hùng hậu như thế mà không bứng được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì ông Tổng Bí thư cần xem xét lại thế lực của ông có thực sự mạnh vô đối hay không. Về phần ông Chủ tịch Phúc, ông bị bủa vây đến thế mà ông trụ lại được chiếc ghế Chủ tịch nước thì có lẽ ông cũng không nên bi quan về sức yếu của bản thân mình. Đây là hình ảnh Liên minh chống Phúc. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, ai vào tứ trụ thì cũng gần như đã chấp nhận những hậu quả khốc liệt nhất khi tham gia đấu đá lẫn nhau. Ông Trần Đại Quang cũng đã từng chọn cánh bám tới cùng và phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Không biết ông Nguyễn Xuân Phúc có bám như ông Trần Đại Quang hay không? Và nếu bám như ông Quang thì ông có đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình của mình? Ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ cần sống sót qua cơn cuồng phong này mà sức khỏe không sao thì đấy cũng là một thông điệp. Và chúng ta hãy cùng chờ xem, đã đến lúc võ đài hạ màn